Nhiều người tin rằng nếu không phải là một con quái vật thì không thể trở thành một tiền đạo của Chelsea, ít nhất là trong kỷ nguyên Premier League. Hai người đã vươn tới cảm giác đó chỉ có Drogba huyền thoại và Costa quái thú. Để mà nói thực sự thì cả 3 mùa giải của Costa tại Chelsea cũng đã nhiều sự kiện hơn cả sự nghiệp của hầu hết các cầu thủ khác. Người đàn ông này là đầu tàu của Chelsea trong 2 mùa giải thống trị tại Premier League. Anh cũng tạo ra những màn đối đầu với huấn luyện viên của mình, dù họ đã cố gắng để khai thác tốt nhất anh ta. Phong cách thi đấu đầy máu lửa, thích khiêu khích của Costa đã giành được tình yêu vô điều kiện của người mộ Chelsea, trong khi khiến hầu hết những người khác, đặc biệt là một liên đoàn bóng đá, coi anh chàng này như một mối phiền toái dai dẳng. Nhiều tay to của phương tiện truyền thông bóng đá Anh coi anh ta là nhân vật phản diện yêu thích của họ. Đây là câu chuyện về Diego Costa ở Chelsea, về những gì mà anh đã tạo ra và vì lý do sao anh vẫn được yêu quý bất chấp. Sự thực là Diego Costa và Luis Suarez có thể đã là đồng đội từ lâu vì Liverpool là câu lạc bộ Premier League đầu tiên cố gắng đưa Costa đến Anh vào mùa hè 2013. Huấn luyện viên của Chelsea khi đó là Jose Mourinho vốn là người rất hâm mộ cầu thủ này, nhưng không dễ dàng để huấn luyện viên người Bồ Đào Nha thuyết phục Roman Abramovich chi tiền mua người thay thế một Fernando Torres đã sa sút. Thay vào đó thì Mourinho áp dụng chiến lược đàm phán với Atletico và Costa rằng Chelsea sẽ kiệp đồng với cầu thủ vào năm sau với mức phí cao hơn nếu Costa từ chối Liverpool và giành thêm một mùa giải tại Tây Ban Nha. Lời đề nghị của Mourinho đã thành công và phần thưởng cho Costa là bản hợp đồng mới, nâng điều khoản mua đứt của anh lên con số 32 triệu bảng. Đó cũng được nhớ tới là mùa giải thành công nhất của Costa khi anh có 36 bàn sau 51 lần ra sân trên mọi đấu trường. Thành tích ấy góp phần đưa Atletico Madrid đến với chức vô địch lịch sử tại La Liga và góp mặt tại trận chung kết Champions League. Đó cũng là năm mà Atletico Madrid nhờ bàn thắng của Costa đã đánh bại Chelsea ở bán kết, ngay cả khi khán giả tại Stamford Bridge còn đang gieo họ rằng Costa, chúng ta sẽ gặp nhau vào năm sau. Cuối cùng thì Costa chuyển đến Cobham vào mùa hè 2014. Anh chào đồng đội của mình bằng thứ tiếng Anh ngắt quãng được Oscar chỉ dạy. Nhưng khi chàng trai này bước vào sân tập, những cú sút của Costa đều thực sự gây đau đớn cho những người đứng trong khung thành nếu họ không chú ý, khiến cho Mourinho phải thốt lên: cậu ta đúng là một con quái vật. Các hậu vệ đối phương trên khắp Premier League cũng nhanh chóng hiểu điều đó, đặc biệt là khi Costa đã ghi 7 bàn trong 4 trận đầu tiên của mình tại giải đấu này. Bắt đầu bằng những bàn mở tỷ số trong 2 chiến thắng trước Burnley và Leicester City, rồi một cú đúp trong chiến thắng 6-3 của Chelsea. Costa đã hứa rằng sẽ lập một hat-trick trên sân nhà trước Swansea City và thực sự đã giữ lời hứa. Mourinho trong sự khoái chí của mình thì bày tỏ rằng: Costa không làm tôi ngạc nhiên. Tôi nghĩ bây giờ mọi người đều biết tại sao Chelsea lại chờ đợi Diego hơn là mua người khác vào giữa mùa đông năm ngoái. Costa đến Anh với danh tiếng vừa là một kẻ thích gây hấn, và anh chẳng cần giấu giếm điều đó. Anh chế nhạo Seamus Coleman sau khi hậu vệ của Everton phản lưới nhà khiến cho Tim Howard phản ứng dữ dội. Anh khiêu khích Pablo Zabaleta trước khi cầu thủ người Argentina bị đuổi khỏi sân vì phạm lỗi liên tục. Costa cũng ẩu đả với Martin Skrtel, dẫm lên chân của Emre Can khi Chelsea vượt qua Liverpool trong trận bán kết League Cup tại Stamford Bridge. Sky Sport còn lên hẳn một series những hành động xấu xí của cầu thủ người Tây Ban Nha, gọi là Costa Crimes. Nhưng Mourinho đã bảo vệ học trò của mình hết lòng và nói rằng đó là một thứ nhảm nhí. Điều duy nhất hạn chế Costa trong phần lớn mùa giải đầu tiên tại Chelsea không liên quan đến phong độ mà là chấn thương. Ngay từ tháng 9 năm 2014 thì Mourinho thừa nhận rằng việc yêu cầu tiền đạo của mình chơi 3 trận trong một tuần là rủi ro có thể ảnh hưởng đến chấn thương gân kheo mà Costa mắc phải trước đó. Chấn thương và án treo giò đã giới hạn Costa chỉ có 26 lần ra sân tại Premier League ở mùa giải 2014-2015. Mặc dù anh vẫn trở thành cầu thủ Chelsea đầu tiên kể từ Didier Drogba ghi được 20 bàn thắng trong một mùa giải, nếu Costa ra sân nhiều hơn, người ta tin rằng anh có thể chạm đến cột mốc 30 bàn thắng. Kể từ đó, đây trở thành cảnh thường thấy trong các trận đấu trên sân khách của Chelsea từ mùa giải 2014-2017. Costa đứng lên, ngẩng cao đầu và ưỡn ngực, say sưa với việc khiêu khích đối thủ, trong khi ngâm mình trong hàng nghìn tiếng chửi thề từ những cổ động viên nhà đang tỏ ra tức giận. Người ta nói, đó là chiêu của Mourinho. Thông điệp của Mourinho thường nói với các học trò của mình là hãy trở thành một con quái vật ở trên sân. Cho tới khi bị truyền thông Anh đánh từ lần này đến lần khác, Costa chỉ thản nhiên trả lời: tôi đang bị giới truyền thông và các chuyên gia vùi dập, nhưng đó là điều mà câu lạc bộ muốn tôi làm, họ muốn tôi chơi như thế. Không ai hiểu rõ bản chất thực sự của Costa vào thời điểm đó hơn người đồng đội của anh. John Obi Mikel nói rằng: Diego là một gã điên, nhưng cũng là một chàng trai đáng yêu dễ mến. Đôi khi bạn nhìn thấy anh ấy ở trên sân và sau đó trên sân tập, bạn không tin được cả hai đều cùng là một người. Vào thứ bảy, anh ta đá, bắt nạt, quát tháo mọi người. Costa luôn muốn tạo ra cuộc chiến với các hậu vệ và chọc tức họ. Và sau đó bạn nhìn thấy anh ta ở sân tập, người đáng yêu nhất mà bạn có thể gặp. Anh ấy vui tính, anh ấy đi xung quanh pha trò, anh ấy thực sự giữ cho nơi này tồn tại.
Việc có hộ chiếu Tây Ban Nha có nghĩa là Costa không phải tuân theo các yêu cầu của Bộ Nội vụ về việc học tiếng Anh như các thành viên không thuộc châu Âu khác trong đội hình của Chelsea. Trong suốt 3 năm ở London thì việc học tiếng Anh của Costa không bao giờ tiến bộ nhiều, ngoài những câu chửi thề. Bất kỳ cuộc phỏng vấn nào anh ta thực hiện với các nhà báo Anh đều được thực hiện thông qua người phiên dịch. Nhà báo ESPN Brazil, João Castelo Branco cho biết, "Tôi tin rằng nếu anh ấy học tiếng Anh trôi chảy, anh ấy sẽ nhìn nhận rất khác về nước Anh. Tôi không nói rằng anh ấy bị coi là một kẻ phản diện, nhưng nếu bạn nghe thấy Costa nói chuyện, bạn sẽ quý anh ta hơn nhiều. Dù không nói tiếng Anh, nhưng Costa rất lịch sự, luôn mỉm cười và chào mọi người, từ nhân viên an ninh cho tới người dọn rác." Mối quan hệ của Mourinho với nhiều cầu thủ Chelsea trở nên căng thẳng trong thời gian đầu mùa giải 2015-2016, khi hạng thủ bảo vệ chức vô địch Premier League nhanh chóng tan rã thành một thứ gì đó giống với một cuộc chiến trụ hạng. Costa khi ấy cũng trở nên thừa cân và không có phong độ tốt, chỉ ghi được 4 bàn thắng trong 16 lần ra sân đầu tiên trên mọi đấu trường. Đóng góp đáng nhớ nhất của Costa trong khoảng thời gian đó là đã kích hậu vệ Gabriel Paulista của Arsenal lao vào đá Anh trong chiến thắng 2-0 của Chelsea trước Arsenal tại Stamford Bridge, vì đã đưa tay vào mặt Lorean Koscielny 3 lần mà không bị trọng tài Maidin trừng phạt. Mourinho khẳng định Costa là người hùng của trận đấu, nhưng cho hệ đó FA phải cấm thi đấu Anh thêm 3 trận nữa. Những sự bất đồng công khai đầu tiên giữa Mourinho và Costa xuất hiện trong chuyến làm khách của Chelsea đến sân của Israel để đối đầu với Maccabi Tel Aviv tại Champions League vào tháng 11. Ở đó, John Terry đã phải đứng giữa giảng hòa khi hai người lao vào nhau. Sau trận đấu thì Mourinho khẳng định cả hai đã giải quyết vấn đề bằng một nụ hôn và vài cử chỉ âu yếm. Việc Mourinho bị sa thải vào tháng sau đã làm dấy lên cơn thịnh nộ từ những cổ động viên Chelsea, những người đã chế nhạo và chửi bới đội bóng không thương tiếc ngay trước mặt ông chủ Roman Abramovich. Costa, khi đó còn bị gọi là ba con chuột, đã phá hoại Mourinho. Hai người còn lại là Eden Hazard và Cesc Fàbregas. Đó là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà Costa cảm nhận được sự giận dữ của người mộ Chelsea dành cho mình. Nhưng đó cũng là lần thứ hai trong kỷ nguyên Abramovich, Hiddink mang lại sự bình lặng sau cơn bão. Huấn luyện viên người Hà Lan cũng hồi sinh Costa, người đã ghi 6 bàn trong 7 lần ra sân đầu tiên sau khi thay tướng giữa mùa. Dù là một con quái thú, thì Costa cũng chỉ nhận một chiếc thẻ đỏ duy nhất tại Anh, đó là khi Everton loại Chelsea khỏi FA Cup tại Goodison Park. Quá ức chế sau pha phạm lỗi của Gareth Barry, Costa đã lao vào tranh cãi và thực hiện hành vi cắn lên cổ của cầu thủ này. Dù thực hiện kín đáo và ma mãnh, nhưng Costa đã không qua mắt được trọng tài Michael Oliver. Ông lập tức rút thẻ vàng thứ hai về Costa, đồng nghĩa với một thẻ đỏ. Sau đó là tình huống lao vào như muốn ăn tươi nuốt sống cả trọng tài Oliver của tiền đạo người Tây Ban Nha. Tuy nhiên, nếu nói về sự đỉnh điểm của nổi loạn, người ta sẽ nhớ nhất Costa và cuộc đụng độ với huấn luyện viên Antonio Conte. Vào mùa hè 2016, khi Costa nói rằng anh muốn rời câu lạc bộ, do đó Conte đã cấm anh ra sân tập, trong khi Chelsea dọa kiện Atletico vì treo kéo tiền đạo của họ. Cuối cùng thì Atletico Madrid hiệp đồng với một tiền đạo khác, đó là Kevin Gamero, từ Sevilla và thông báo với Costa rằng họ không còn đủ tiền để thực hiện thực vụ này. Mọi thứ mới yên bình trở lại. Costa đã ghi 14 bàn trong 18 lần ra sân kể từ đầu mùa. Phong độ của anh ấy giúp Chelsea vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau quyết định đầy cảm hứng của Conte khi chuyển sang sơ đồ 3-4-3. Đó là giai đoạn mà Costa kết hợp rất hay với Fabregas. Sự kết hợp đáng nhớ nhất của họ đã tạo ra bàn gỡ hòa trong chiến thắng 3-1 đầy cảm xúc trước Man City trên sân vận động Etihad. Fabregas khi chia sẻ với khoảng thời gian đó đã nói như sau: "Tôi có một mối liên hệ tuyệt vời với Costa, không chỉ trên sân cỏ mà cả ngoài sân. Bạn phải điều chỉnh trận đấu của mình tùy thuộc vào tiền đạo mà bạn chơi cùng, bởi vì một số người sẽ nhanh hơn, một số người sẽ thích cầm bóng hơn, một số khác lại thích chạy chỗ khi ở 1/3 cuối sân. Diego Costa rất thích nhận những đường chuyền dài. Anh ấy là một kiểu tiền đạo nhanh nhẹn, sắc bén và mạnh mẽ." Cũng có khoảnh khắc mà người ta tưởng chừng mối quan hệ giữa Costa và Conte có thể được cứu vãn, nhất là sau khi Chelsea chính thức đăng quang ngôi vô địch với chiến thắng 1-0 trước West Brom tại Hoptown. Chelsea xông vào phòng họp báo và kéo Conte rời khỏi đó, sẵn sàng cầm theo một bình chữa cháy, hù dọa bất kỳ một phóng viên nào có định giữ ông thầy người Ý lại. Nhưng Diego Costa thực sự là vẫn ít xuất hiện hơn trên sân. Anh chỉ ghi vỏn vẹn vài bàn thắng nữa. Màn trình diễn tốt nhất của Costa trong những tháng cuối cùng có lẽ là lần ra sân cuối cùng cho Chelsea, ghi bàn trong trận thua thất vọng 1-2 trước Arsenal ở chung kết FA Cup 2017. Sau đó mọi thứ trở nên hỗn độn. Atletico Madrid không thể đăng ký Costa ngay lập tức do lệnh cấm chuyển nhượng do FIFA áp đặt và lời đề nghị của họ không phù hợp với mức giá mà Chelsea mong muốn. Nhưng Costa cảm thấy Chelsea đã từ bỏ lời hứa sẽ bán mình. Anh đã yêu cầu nghỉ thêm vài ngày trước khi trở về từ Brazil để bắt đầu trước mùa giải và sau đó nhận được một tin nhắn WhatsApp từ Conte với nội dung: "Xin chào Diego, tôi hy vọng bạn khỏe mạnh. Cảm ơn những điều mà chúng ta đã cùng nhau trải qua. Chúc bạn may mắn ở năm mới, nhưng bạn không còn nằm trong kế hoạch của tôi." Sau cùng thì Atletico Madrid dang rộng vòng tay đón Costa quay lại với giá 58 triệu bảng. Chelsea thì mang Alvaro Morata về để thay thế.
Costa vì thế mà biến thành một thương vụ cực lãi. Nhưng khi số tiền ấy đầu tư vào Morata, nó đã không đem đến giá trị như mong muốn. Thực tế thì dù Diego Costa có vui vẻ thế nào, thì anh cũng chưa bao giờ thực sự thích Anh Quốc. Ngoài ra, sự rời đi của Costa còn được báo trước khi mối quan hệ xã hội của anh với những người Brazil ở Chelsea giảm dần. Trong vòng 18 tháng, câu lạc bộ đã bán Felipe Luis cho Atletico Madrid, hay Ramirez và Oscar cho các câu lạc bộ thuộc Super League của Trung Quốc. Wenger từng gọi Costa là nỗi ô nhục của bóng đá sau cái lần anh gài bẫy Paulista. Bạn sẽ hiểu rằng nếu không ủng hộ Chelsea, bạn thực sự tìm được lý do để yêu thích một dạng cầu thủ kiểu như thế. Nhưng khi bạn cảm thấy Costa rảo bước tại Stamford Bridge ở năm 2022 trong màu áo một câu lạc bộ khác và người hâm mộ vẫn hát vang tên anh trên các khán đài, bạn hiểu rằng đôi khi chỉ cần thế là đủ. Diego Costa là con quái thú của riêng Chelsea, được chính câu lạc bộ này thuần hóa, cho nên đặc biệt tại đây với sự thống trị và cũng chỉ Chelsea là yêu quý anh dù cho mọi thứ từng xảy ra chia rẽ như thế nào.